Đây là trận đấu giữa hai cơ thủ Hào Cao và Tuấn Móm. Đúng rồi, theo thông tin theo nhánh đấu mà chúng tôi nắm được thì đây là trận đấu của hai cầu thủ đã thắng hai trận rồi. Một pha cú lê đi một băng và đưa bi cái ra điều bi số 6. Tình huống này thì cầu thủ Hào Cao sẽ chôm hai băng về để điều bi số 7 nhưng mà sẽ muốn bị cái tưng ra khỏi băng một chút. Nếu bị cái sát băng thì điều bị số 7 ra bị số 8 sẽ gặp chút khó khăn. Còn cả cầu thủ Hào Cao và cầu thủ Tuấn Móm đều là hai cầu thủ thuộc ơi pha cân bi số 1 với lực căng. Chốt rất chắc tay. Vào lỗ xa phải nói rất chắc tay. Một cái cơ của cầu thủ Hào Cao đẹp quá. Vì số 7 khoảng cách hơi bị xa một chút. Trô về. Con bi số 8 này hơi bị thẳng quá và nếu mà thực hiện một cú cú lê hai băng thì bi cái sẽ ra gần rỗ lỗ 10, gần lỗ giữa bàn. Tai nạn như ván đấu đầu tiên. Rất chính xác, tỷ số được cân bằng quân bình một đều. Một pha đẩy bi số 1 người khó. Ồ, hơi mỏng một chút. Và với cái việc điều ra bi số 5 ở một có vừa rồi có thể đánh bi cái ra khoảng tầm giữa bàn một chút, đánh lực mềm hơn. Và đó là một cú đánh quá chính xác. Cầu thủ Hào Cao là người có lối đánh rất là khẩn trương các bạn ạ. Quyết định rất nhanh và thực hiện cũng rất nhanh. Cú đánh bi số 5 không chính xác của cầu thủ Tuấn Móm thì cầu thủ Hào Cao đã nâng tỷ số lên 2-1. Như vậy là sau khi giao ván đấu đầu tiên cho cầu thủ bạn Hugo này. Một pha bi rất tốt của cầu thủ Tuấn Móm. Nhưng mà thiếu bếp rồi. Thiếu bếp rồi các bạn ạ. Công bố của giải đấu này thì câu lạc bộ B52 Bilas Club đã có công bố là xếp cao phá break box và ba bi về bếp. Đấy là cũng là bình thường thôi, tại vì là theo luật của Matchroom ấy thì các cơ thủ phải phá bi bằng một lực. Một pha trổ bi số 6 về bi số 8 kìa. Điều bi số 9 ở lỗ bên xa. Không, việc trô bi số 8 có điểm dừng trong tình huống vừa rồi là một trô ra giữa bàn lấy má mở góc. Điều bi số 5 và bi số 6 rồi. Ôi, quá lực rồi. Tình huống trô bị quá lực của cơ thủ Tuấn Móm. Để hai băng thấy hơi sượng. Vâng. Đúng là pha đẩy hai băng phải rất rón rén ở cơ thủ Tuấn Móm. Bi số 5 đứng cửa lỗ rồi, cơ hội trao lại cầu thủ Hào Cao. Và ngay sau đó anh vào vào bàn và đánh một cú bi cái bệt luôn. Không có vấn đề gì đối với cầu thủ Hào Cao cả. Tuy nhiên, đó là một cú đánh mà hoàn toàn tập trung vào việc ăn bi. Hơn nữa, bi số 7 đang ở vị trí giữa bàn và nếu như mà bi cái ra cũng ra giữa bàn.
vừa rồi thì rõ ràng cơ thủ Hào Ca ưu tiên độ chính xác trong người đánh bi số 6. Tỷ số được nâng lên 3-2 cầu thủ Hào Cao rồi. Chúng ta chơi là giải đấu mang tên giải đấu Chào Sài Gòn. Vâng, một pha đánh bi số 2 rất mỏng và băng ngắn và băng dài phía bên phải. Không, cú lên một băng cũng được. Cú lên một băng thì sẽ có rủi ro là lấy má không chuẩn con bi số 7 này. Và cầu thủ Hào Cao nâng tỷ số lên 4-2. Hay là sẽ làm một pha thủ bi để bi số 2 lên băng ngắn phía trên. Hồng Anh rất hay. Vâng, pha xử lý rất hay, đánh mỏng bi số 2 vào phía dưới bi số 8. Nhưng mà sẽ phải rất chính xác. Vâng, không chính xác rồi. Và anh cũng phá tan ra tình huống này cho cầu thủ Tuấn Móm rồi. Là nếu mà điều thẳng được và thả lưu diêu khoảng cách gần thì bi số 6 này hoàn toàn có thể đánh vào lỗ giữa rồi. Nhưng mà má này thì nhưng mà rất hay, đánh tựa đúng vào má trên lỗ và rơi. Rất chính xác, bi số 9 được điều vị trí không phải lý tưởng nhưng mà cầu thủ vâng ăn được một bi vào lỗ góc phía bên trái rồi. Hình bi này không có gì cần lưu ý cả, chỉ có việc là thực hiện một cách ổn định thôi. Sẽ cắm ngang từ bi cái vào khe của 7 và 8 rồi. Và chạm một chút với bi số 7, không vấn đề gì cả. Rồi, má bi số 7 bi cái đã đi về phía lỗ giữa phía bên trái nhưng mà không có vấn đề gì hết. Đây là tình huống hoàn toàn có thể xử lý được. Một ván dọn bàn rất là đơn giản và hiệu quả của cầu thủ Tuấn Móm. Cầu thủ Hào Cao vẫn có thể chạm được bi số 2. Vâng, đó là quyết định tấn công của cầu thủ Tuấn Móm nhưng mà đã không thực hiện thành công rồi. Vâng, ngay lập tức thì cầu thủ Hào Cao đã vào bàn và thực hiện ngay một cú tấn công. Tuy nhiên góc nhìn bi số 4 này có vẻ hơi mỏng so với cả dự kiến ban đầu của cầu thủ Hào Cao. Trồ luôn. Cú đánh điều khiển bi cái đi sang băng dài phía bên phải, phải nói là rất hay. Nhưng mà khả năng đánh chính xác của cầu thủ Hào Cao thì quá tuyệt vời. Rất hay các bạn ạ.
Thực ra thì cú nhảy bi này không đảm bảo vị trí, nếu mà có ăn thì không đảm bảo vị trí để tấn công bi số 2, nhưng mà có lẽ đây là cú nhảy bi đưa bi số 1. Ôi, tôi chưa kịp nói hết. Nhưng mà anh đã thực hiện không thành công, ngay không thành công pha nhảy bi của mình. Lấy má đánh bi số 2 qua khe 4 và 3 sẽ là phương án tối ưu. Nếu mà để ở phía trên thì sẽ rất khó để lựa đường. Có lẽ là may mắn mỉm cười với cầu thủ Tuấn Móm rồi. Theo thấy là độ khó như nhau nên thà cộng bi số 9 với phần thưởng lớn hơn. Rất chính xác. Ui, chết cả ba bi luôn. Bi số 9, bi số 2 và bi cái lần lượt lăn vào lỗ. Nào, chúng ta cùng chờ xem. Má nghịch này cộng khả năng cao sẽ bị dày, bi 8 sẽ vào dày. Đúng rồi. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Tuấn Móm tình huống vừa rồi, việc điều bi số 6 không được tỉ mỉ khiến anh đã phải để một thế bi khó để cộng 7 và 8. Và như vậy là điểm hưu cho cơ thủ Cao Hào rồi. Cơ thủ Hào Cao vẫn sẽ tấn công. Vâng, anh nhìn thấy một tia nào đó là bi số 9 có thể dựa vào bi số 4 và ăn bi số 3 ở lỗ góc. Không, bi số 6 hoàn toàn có thể băng được ở bên phía bên đó. Có băng không? Ăn luôn bi số 8. Vâng, rất may mắn ăn luôn bi số 8 các bạn ạ. Chỉ có thể cộng được thôi chứ không thể len bi số 1 vào cái khe giữa bi số 7 và băng kia được đâu. Chỉ còn 7 bi nữa thôi là anh sẽ giành thắng lợi. Nhưng mà vào nửa bi thì hoàn toàn có thể đưa bi cái xuống lỗ góc phía hàng Hào Cao đứng đó. Vâng, thực hiện rất chính xác các bạn. Đây, tình huống này thì sao? Tình huống này là tình huống mà bi số 5 đang ở rất gần với cả băng, rất gần với băng dài. Việc trô về thì sẽ khiến bi cái tưng vào băng nhanh hơn. Đó. Cái góc trô về nó sẽ bị hạn chế đi. Một cú đánh xịt áp phê bên ngoài ở góc xa. Đưa bi số 4 mỏng. Không được. Vâng, cú đánh của cầu thủ Hào Cao đã đưa bi cái xuống lỗ rồi.
Trận đấu vẫn còn, đấu này tưởng chừng như là cơ hội đã thuộc về Hào Cao sau những cái khó khăn dành cho cầu thủ anh Tuấn, nhưng mà bây giờ thì hai cầu thủ vẫn tranh giành và cầu thủ anh Tuấn đang có cơ hội kết thúc ván đấu và rút ngắn tỷ số xuống 5-6. Vừa rồi nếu mà thực hiện một cú đánh cao đầu gậy ấy, thì rất có thể là bi cái sẽ va vào bên trong của mom và sẽ bị nhồi lại ở phía trên. Nhưng mà cầu thủ anh Tuấn đã rất kinh nghiệm khi mà đánh. Anh phá bi rất hay ở ván đấu thứ 12 này. Đưa được hai bi xuống lỗ rồi là bi số 2 và bi số 6. Như vậy đó không phải là một tình huống có thể tấn công được bi số 1 và không, như vậy là anh sẽ chạy sau bi số 5 rồi và hở rồi. Tình huống thủ bi này của cơ thủ Hào Cao đã bị hở rồi. Nếu đánh trơn như vậy thì sẽ không phải là đường vào sau bi số 5. Và chỉ có thể vào sau bi số 5 nếu như mà lực cực kỳ chuẩn xác thôi. Đó, nhưng mà đến lượt của mình thì cơ thủ có một điều nữa cần phải né trong tình huống đó, chính là việc điều bi số 8 nhưng mà bi cái lại đánh cò tay. Đó là một cái yếu tố mà cơ thủ địa chỉ là 204 Pasteur. Đây là hai trận đấu giữa hai cầu thủ hạng A rồi các bạn nhé. Như tôi đã nói lúc nãy thì có một điều mà cần phải né, đó là đừng để bi cái sát bi 9 quá và cò tay khi đánh bi số 8. Đúng rồi, va nhẹ bi số 9 ra khỏi vị trí rồi. Trô về một chút. Cú đánh khoảng tầm 5 giờ hay 4 giờ gì đó. Vâng, chính xác. Như vậy là cầu thủ Hào Cao đã giành thắng lợi trong trận đấu này với tỷ số 7-5.